Rồi, hello anh em đến với kênh TT Shop xe nội địa Gia Băng nha anh em. Đó, TT Shop xe nội địa Gia Băng nha. Tiếc chi một lượt đăng ký hay một nút chuông thông báo nha anh em, biết đâu mình tìm những xe ưng ý cho mình sau này nha. Đó, trước mắt anh em này lại về Honda Giruis 4 thì FI nha anh em. 4 thì FI nha. Đó, con xe này phải nói là cũng khá là đẹp nha anh em. Nhựa trắng zin, máy zin full. Rổ trước nè, hai kính nè, kính chắn gió nè, ba ga sau nè. Nè, mấy kính chắn gió mà xe trước á. Anh em nào mà hình như hai ba con bán trước anh em. Kính chắn gió nó chưa về kịp á. Bữa nay về nè, anh em nhắn tin lại giùm em nha. Tại vì mấy ngày nay quá lu bu rồi không gửi kịp được cho anh em. Mà nó kiểu bị lạc anh em. Nó bị lạc cái thông tin của anh em á, nên anh em nhắn tin lại giùm em nha. Để em biết em gửi mấy kính gió anh em, kính gió như gì nè. Mấy ngày nay quá lu bu anh em nên không có gửi kịp, anh em thông cảm giùm em ha. Đó, hôm nay con này về là có luôn nè, sẵn gửi cho mấy anh em luôn. Có kính chắn gió sẵn, còn mã QR, còn mã code gì từ Nhật về nữa nè. Con này đẹp, nói chung con này đẹp nó, và em vẫn bán với cái giá là 25 triệu anh em. 25 triệu. Bao đẹp rồi. Đó, sơn zin, máy zin nha anh em. Sơn zin, máy đẹp nha anh em. Đó, do trời mưa về chưa có rửa kỹ nè. Nè anh em. Mấy cái này nè anh em về rửa sumo ra. Đó. Bao đẹp nha, mấy con này là bao anh em, máy zin. Máy chất lắm nha anh em. Đó, giá thành thì em bán 25 triệu anh em. Thường thường ở Nhật nó có mấy cái thẻ như vậy nè, cái thẻ với cái mã số như vậy nè. Còn cái hóa đơn hay cái gì lúc mà chắc mua xe xuất xưởng ra này. Ừ, tàu tiếng Nhật tiếng gì nữa không anh em? Lùm quá như này. Ủa, có thì quăng đại cho có vậy ta. Gia yên diêm nha. Con này dài không xử lý gì trơn, chưa có đánh bóng gì trơn. Nhưng mà mấy nhựa bô lê này thì nó mãi mãi là nó như vậy rồi. Nè, anh em nhìn nè. Giờ rửa không kỹ nè, còn dính đất không à. Ý là rửa sơn qua vậy đó. Mà chắc xe mà còn đẹp cái này nè. Ba cái vỏ đẹp nha nè. Vỏ sao nè. Vậy cui nè. Vỏ sao vậy cui luôn. Nó móc nè. Đúng chắc xe nó đi Nhật về là nó phải gì nha nè. Bông bông vậy đó. Không sử dụng quá chắc gì nha nè. Máy là bao này, máy zin. Máy chất. Riêng con này ha, ở thị trường này bán không rẻ, không ai bán rẻ đâu nè. Một là bán giá rẻ, hai là bán giá công khai, đúng không anh em? Coi thị trường thử là biết liền. Riêng những con này người ta bán không ai đăng giá nữa này. Ít lắm, ít ai đăng giá. Còn em thì em bán giá công khai hết. Nó cái điều đó là cái điều mà em tôn trọng khách hàng của em á, là em sẽ bán công khai giá. Chiếc xe nào trên cái trang của em cũng vậy, đầu tiên phải công khai giá chứ, để người ta là thứ nhất là người ta coi chiếc xe ta ưng ý và phải hợp lý túi tiền người ta mới dời vào việc anh em. Chứ đừng không quay chiếc xe đẹp thì đẹp đó, nhưng mà anh em kêu giá tham khảo với em bốt, trong khi một xe thị trường em bán con 25 triệu đến với anh em, anh em bán 30-30 mấy triệu, tốn thời gian những người khác nữa em, đúng không? Tài chính người ta không đủ sao? Nó thà công khai giá vậy đi. Đó, người ta thấy hợp lý túi tiền người ta là alo nó dễ lắm anh em. À. Với em bán thì lúc nào cũng giá công khai hết. Công khai chuẩn giá, ship thêm phí mà mất trong chiếc được làm sao vậy cho nó dễ nè. Nhiều khi mấy anh nói chào mấy thằng kia nó bán
đâu người ta cũng bán bao ship hết. Còn em bán giá bán không bao ship gì hết trơn, sao người ta mua được? Đúng rồi, những con mà nó bao ship nó bán 30 mấy triệu con nó bao ship cho anh em, còn em bán 25 triệu. Còn anh em mà muốn ship á thì thêm tầm 1 triệu, 1 triệu ngoài nữa, đi tới ngoài đầu chữ S đó mấy anh em, đầu chữ S luôn, mấy xe mà đi bắt luôn tầm 1.2 triệu đến 1.5 triệu anh em. Còn vòng vòng khu vực Sài Gòn tầm 1 triệu đó, mà được giao tới nhà nữa. Anh em cộng thử coi biết liền rồi. Thí dụ như 25 cho tiền ship luôn 1.2 triệu đó, 1.5 triệu đi, là 26 năm mà lúc nào cũng rẻ hơn ta chứ. Ta bán 30 mấy triệu người ta bao ship anh em bình thường, em bán 25 thì không bao, không bao ship. Nhưng mà ship anh em thêm phí nha, thêm phí mà em là ship bị vùng hết. Chú con này đẹp, khá đẹp rồi, với giá này không ai bán đâu. Anh em tham khảo thị trường thoải mái trước khi đến với em nha. Động cơ là đề từ 50cc FI 4 thì nha em, chứ không phải mang xe 2 thì nha. Mấy xe 2 thì em giờ em gặp ngán mà. Mấy xe 2 thì đi nó giật 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 cực kỳ lắm em. Với 2 thị đời thấp lắm, 2 thị nó chín mấy hoặc 2 mấy nha này. Những con này là những con FI này là nó rơi từ 2016 còn lên rồi nè, 2016, 2017 đợt này. Vời mấy con đẹp đẹp không à. Nhựa là nhựa trắng zin, anh em đừng hỏi có sơn có dặm nha, không nha. Nhựa bu lê zin, không sơn không dặm, đã nhựa bu lê sơn chi anh em, nhựa bu lê rồi, máy là máy zin à, nổ máy luôn. Chìa khóa có một chè một cái này à, máy zin nha. Đồng hồ thấy 6.9 mấy nè anh em, test chức năng luôn đi. Xi nhan nè, xi nhan trái nè, xi nhan trái sau nè, xi nhan phải trước nè. Xi nhan phải sau nè, đèn lái nè, bớt thắng stop rồi anh em. Đó, bớt thắng là sáng đèn nè. Đó. Còi, full chức năng nha anh em. Điện, đèn còi, xi nhan, công tơ DMS nè. À, báo tốc độ nè, báo FI nè, báo xăng nè, hoạt động chuẩn chỉ hết nha. Đó, những con này thì anh em về thì chỉ có đổ xăng là chạy thôi. Con này không phải động cơ 4 thì nha, động cơ 4 thì nha anh em, chứ không phải mà có nhớt nha. Không phải xăng phải nhớt nha anh em, 2 thì mới xăng phải nhớt, con này là 4 thì FI. À, còn anh em là muốn mà cái độ bảo dưỡng riêng của mình á, là muốn cho mình kiểm soát được chiếc xe nó ok một chút, thì anh em về thay nhớt máy nè, thay nhớt láp nè. Có cái con này anh em hỏi khó thay không nè, nó nguyên cái cụm máy nè anh em, nguyên cái cụm máy sao nè, là nó là một động cơ tay ga nha, y ren những con tay ga Honda bình thường mình thôi nè. Cái bình nhớt máy nó chậm ngay đây nè, dễ lắm anh em, nó y ren bình pha bình thường thôi đó. Ở nhà mình không biết thay thì chạy lại tiệm đi, tốn 200-300 cho người ta thay nhớt đồ ok hơn. Máy không? Máy chất không? Máy động cơ FI 4 thì FI, bao zin và bao im nha. Đó, nhầm khi em nói trên clip á, anh em nói trời mấy con này nó bán nhầm khi nó cái máy kêu máy đầu lao này tả máy zin đặng cho mình mua. Đó, không phải nha anh em. Đến nơi nè, xe mà đến anh em á, shipper người ta giao đến anh em, anh em được nè, đổ xăng vào nè, nổ máy kiểm tra nha. Đó, những con FI nè, em nói luôn nha anh em, nhầm khi vận chuyển á, vận chuyển đến anh em á, 10 con nó hết, 9 con nó hết bình rồi. Biết sao không? Nè, chiếc xe mà nó hoạt động được á, lúc hoạt động được mà để mà shipper người ta vận chuyển tới lui, người ta đẩy tới lui đặng lên mấy con xe rồi anh em. Người ta sẽ bật chìa khóa lên vậy nè. Bật chìa khóa lên anh em thấy sáng đèn ở đây không? Nhầm khi ta bật chìa khóa đặng ta gạt xuống vậy nè, mấy chiếc xe mình di chuyển tới lui được. Mà nhầm người bật lên rồi á, người ta di chuyển xong á, cái người ta quên tắt cái chìa khóa này, người ta mở suốt vậy luôn nè anh em. Nên cái vấn đề mà đến anh em á, nó bị hết bình ắc quy nha, là do cái động cái FI á, cái con FI xong á, bình nó đang xài á, nó xài suốt quãng đường 5-7 ngày đến với anh em thì nó hết bình nha. Anh em chịu khó nè, nhầm con không anh em đổ xăng vô, anh em bật chìa khóa lên không thấy nó có điện gì chứ không, tại vì đó, nguyên nhân là nó hết bình ắc quy. Cái bên phải gì nè, anh em đạp một cái đó, anh em đạp một cái
đạp một hai cái gì đó, cho nó nổ máy đi, là từ từ nó sạc điện vào. Và anh em mà thấy đạp khó quá ha, anh em gỡ cái bình cái chỗ này nè, nó có cái bình nó quy ở đây nè, anh em lấy ra sạc một cái chứ đừng thay nha anh em. Nhằm khi anh em đưa lên đến mấy cái chỗ tiệm xe hết bình á, thà người ta thay cho anh em, người ta lấy được tiền cái bình chứ tao không có sạc, đúng không? Đó, người ta thay xong rồi ta lấy được cái bình này được là được hai chuyện nha anh em. Em nói trước cái vấn đề đó nha. Nhằm khi đến nơi hết bình, anh em nói à mà giao con xe bị hư hay gì, bình nó quy hư vậy mà cũng giao, cái vấn đề là do nó bật chìa khóa này nha anh em, chứ không phải em giao bình nó quy hư rồi cái bình không có bao nhiêu đâu. Đó, đến nơi thì anh em đem lại mấy cái tiệm xe chắc ăn người ta sẽ thay anh em cái bình mới chứ không có sạc cho anh em đâu. Đó, nó thay được cái bình mới xong lấy được cái bình cũ nữa, nhưng mà cái bình cũ đang hoạt động rất là chuẩn nha anh em. Em nhắc tới anh em là cái xe FV nó vậy nha anh em. Để thôi đổi thừa em giao con xe hư bình này kia rồi nữa, tội nghiệp em nha anh em, nói trước trong clip vậy đó. Đó, rồi anh em nào quan tâm về cái con mà Honda Giroid 4 thì FP nè, 4 thì FP nha, thì con một kết bạn Zalo số điện thoại em là 0832354148 nha. Giá bán con này công khai chuẩn giá và bao giá toàn bộ thị trường cho anh em ha, 25 triệu, không phí, không bao ship, anh em ở xa ship thêm phí giùm em ha. Đó, trước khi đến với em, anh em tham khảo toàn bộ thị trường trước đi rồi hả, alo vào việc nha. Anh em quan tâm thì cứ kết bạn hoặc alo số điện thoại em nha. Còn muốn tham khảo thêm những cái dòng xe khác á, thì cứ ấn vô cái kênh em một lượt đăng ký hay một nút chuông thông báo nha em. Tiện thể anh em thấy cái xe này em bán giá tốt hơn ta ha, hay là giá cao hơn gì đó, xe đẹp xe xấu thì cứ bình luận lên thoải mái trên cái bài đăng này nha. Bình luận lên thoải mái đi để tạo tương tác với em á. Cái phần đó mình không có tốn tiền đâu, nhưng mà những clip mà em cập nhật tiếp theo á, anh em là những người đầu tiên đã thấy được những clip đó nha. Đó, chiều nay nè lên con cúp FI, custom FI mà em đăng cái bài đăng mà khoảng 2 ngày nay á nè, anh em kêu quay á, đáng lẽ là sáng nay lên con custom á, nhưng mà cái xe này vời đẹp quá, lên xe này trước. Đó, lên xe này trước, chiều nay mới lên custom nha nè, lên custom 50 FI. Rồi anh em quan tâm thì cứ alo em nha. Cảm ơn anh em đã xem clip luôn.